Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang trên đường đi siêu thị về, đi qua thấy cái bãi xe này. Hôm nay có nhiều xe quá, ghé lại quay cho anh em một chút. Thấy xe rất là rẻ này. Thì có khoảng tầm mười mấy con đây. Quay vòng cho anh em xem cái bãi xe cũ ở Nhật Bản, nó rất là đẹp. Nhưng mà giá thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với ở Việt Nam mình. Đây, ví dụ đây là một con Mazda màu trắng. Đây, đây là một con Mazda màu trắng. Con này là mình cũng không biết, đây nó ghi là không có ghi tên ở đây nên cũng không biết là gì. Đây là có ghi giá của nó. Đây là 35 man các bạn, khoảng 70 triệu Việt Nam đồng. Con này còn rất là mới. Đấy. Con này giá mới của nó là hình như là 130 man. Hình như có công ty mình có mấy, có một ông cũng có một xe như thế này. Con này là còn bảo hành, có ghi đây 2 năm. Và đã đi được 7.500 km. Còn bảo hành cho đến 2020 tháng 9. Đấy. Có ghi trên này 35 man. Trong kia là một con xe màu trắng khác. Con đấy thì chắc là bỏ đi rồi chứ không bán nữa. Con này khá là cũ. Đấy, con này chắc là không bán được. Không bán nữa thì có lấy phụ tùng. Con này đời khá là cũ. Nhìn cái kiểu của nó rất là cũ rồi. Con này chắc là giờ chỉ nhập sắt vụn hoặc lấy phụ tùng để hay cho xe nào đồng bộ cùng loại thôi. Bên này có mấy con xe khác. Đây có một xe màu xanh. Xanh này là xanh gì? Xanh ngọc bích à? Ruby. Đây. Con này nó lốp của nó đã bị xuống hơi rồi. Nó để đây rất là lâu, thời gian rất là nắng. Thời gian này vừa đây nó rất là nắng nên là nó bị xuống hơi là chuyện bình thường. Con này nó có giá là 15 man các bạn ạ. 15 man khoảng tầm 30 triệu Việt Nam đồng một cái xe. Còn mới, mình quay ra xa một chút. Đây. Còn mới đẹp như thế này. Còn rất là long lanh. Con này là của hãng gì đây? Mitsubishi các bạn ạ. 15 man, 30 triệu đồng một xe như thế này. Xe này ở Việt Nam mình, con này cũng rất là mới. Ở Việt Nam mình mua một cái xe cũ như này ít nhất cũng phải 100 triệu. Mình nghĩ là còn đắt hơn. Trước công chủ trong làng bán một cái xe nhìn nó tồi tàn hơn như thế này mà cũng 100 triệu rồi. Đây, đây là một con xe khác của Nissan. Không, mình thì không sành về xe lắm nên không biết là số hiệu xe là loại gì. Đây nó có cái 45 man. Còn đến bảo hiểm, đến bảo hành đến tận tháng 11 năm 2024. Đây, con này màu xanh da trời. Còn rất là đẹp. Nissan các bạn. 45 man còn tầm 90 triệu Việt Nam đồng, đã chạy được tầm 75.000 cái số. Nó ghi trên cái tờ giấy. Đây là một con, đây mình quay tổng thể một chút. Đấy, nó rất là đẹp. Đây có một em cũng rất đẹp luôn. Và đây là một con khác cũng của Nissan. Màu này cũng màu mận. Mận hơi tối một chút này. Màu đen pha mận gì đấy. Nó có giá là 33 man. Là tương đương với khoảng tầm 65 triệu Việt Nam đồng. À, 70 triệu Việt Nam đồng đấy. Đây. Thì cũng còn rất là đẹp các bạn. Không có biển số. Con này thì không biết là tại sao giờ mua về đăng ký mới hay là nhập sắt vụn đây. 33 man đó là mua về đăng ký mới. Rất là mới, rất là đẹp. Nó chỉ có 70 triệu thôi. Đây, còn con này của Honda. Suzuki Honda. Đấy. Con này nó có giá là 27 man các bạn ạ. 27 man thì con này đã chạy được khoảng tầm 76.000 cây số. 27 man khoảng tầm 55 triệu Việt Nam. Màu xanh. Rất đẹp, xanh hơi tím một chút. Rất là đẹp. Các những cái lốp xe hay là cái vành vẫn là còn rất là đẹp, rất là mới, chưa bị rỉ sét gì. Để đây cũng mình nghĩ là cũng khá là lâu. Bên này là có một cái xe tải khác thì chắc là họ để chở xe thôi, để vận chuyển cho khách hàng thôi. Đây, sang bên đây là một con xe, này là xe gì, có hình con sư tử đây, sư tử bay. Mình cũng không biết là loại gì. Con này thì có hai chỗ thôi. Đây bạn, màu đen rất là đẹp, long lanh. Đây là hai chỗ. Con này có giá là 83 man, tương đương khoảng tầm 150 triệu. 165 triệu Việt Nam đồng gì đấy, 166 triệu gì đấy. Nó con này hai chỗ nhưng mà chắc là cái đời ở cái dòng này đắt hơn. Cái hãng này nó đắt hơn, sao mà xe này nó đắt hơn gấp đôi cái xe lúc nãy. Dù có hai chỗ thôi, nhìn nó rất là mới, long lanh.
Còn bên này là một con Nissan khác, 4 chỗ, 46 man, khoảng tầm hơn 90 triệu Việt Nam một chút. Màu nâu bạc, màu bạc, rất đẹp. Còn mới đi được 77.000 cái số. Rồi thì trong kia là mấy cái xe tải nó đã không bán được, con đấy thì chắc là chỉ để nhập sắt vụn và sửa chữa lại phụ tùng thôi. Còn bên này là một số cái xe khác này. Đây thì có một con của Suzuki. Con này thì dòng này thì nó rẻ hơn, mình nghĩ rẻ hơn. Vì ngoài mình thấy cái loại này nó bán xe mới có 70 man thôi. Con này chắc ở đây thì bán tầm 15 man chứ mấy. Nó không có giá các bạn ạ. Chắc là vào vào cửa hàng thì sẽ có giá. Đây là một con khác của cũng Suzuki tiếp. Cũng không có giá. Màu vàng. Vàng là nhạt. Đây. Còn bên này là một con của Mazda. Mazda bên này các bạn nhìn cái xe của bên Nhật người ta làm là nó có vẻ là giống như cái hộp ấy, nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó rất là bé, nhưng mà bên trong thì nó cũng rất là rộng, nó cũng tiện lợi. Bên này thì người ta không có yêu cầu về cái độ mẫu mã đẹp, thiết kế đẹp như ở Việt Nam mình, mà họ chỉ thị chú tâm đến cái phần tiện dụng thôi. Phần những cái xe đẹp thì người ta sẽ mua với những cái giá cao hơn nhiều. Còn loại này thì nó tiện dụng mà nó giá rất là rẻ, tầm 70 man gì đấy một cái xe mới, 7 man đến 100 man, rồi tầm 150 đến 200 triệu một cái xe. Mazda rất là đẹp. Con mới các bạn ạ. Đây một con khác không biết sao để giữa đường này, chắc là đến cuối giờ rồi thì đánh xe ra để giữa đường thôi. Để giữa đường đi vào thôi. Đấy. Con này cũng Mazda luôn, con này cũng không có giá. Đây là một con Dai Hatchu. Dai Hatchu mới, con này rất là mới, dù có biển số rồi nhưng mà nó rất là mới. Rất là mới các bạn. Màu trắng rất đẹp. 4 chỗ, con này thì rất là rộng. Nhìn cái hộp nó cao như thế này trong rất là thoải mái. Còn bên này là một con Honda 2 chỗ. Đấy, mùi trần luôn. Trời mưa nên người ta phải đóng mưa lại. Kéo kính xuống. Nó 2 chỗ rất là đẹp. Không có giá luôn, chắc là xe để trưng bày. Còn có cột xung quanh để che treo các cái catalog như đầu kia, nhưng mà đấy không thấy treo. Bên này là một con cuối cùng là của con này là của con gì mình không biết, cái logo này là gì mình không sành lắm về ô tô, nhưng nó một trắng rất là đẹp. 4 chỗ các bạn, còn bọc túi lông ở trong ghế luôn. Nhưng mà con này là một con xe mới đang chờ bán nên nó không có giá niêm yết ở đây, thế là vào trong cửa hàng thì người ta sẽ giới thiệu. Đấy, thì mình đã đi một vòng hết các cái xe đang giao bán bên ngoài. Giờ sẽ ghé vào một chút các cái xe mà không bán được, chắc để bên trong. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem được. Đây là con Mazda. Đây là cũng một con Mazda khác, màu mật chứ không phải màu đen. Cũng không phải là màu đen. Cái này là Suzuki màu vàng nhạt, bạc gì đấy. Đây là một con Suzuki màu bạc. Nó cũng rất là đẹp, rất là gọn gàng mà trong rất là tiện nghi đấy các bạn. Đây đắt nhất thì vẫn là cái con sư tử bay này, 83 man, rất đắt. Đấy, trong kia là có một loạt các cái xe đã được không bán được, tháo đầu ra hoặc là tai nạn nên sẽ lấy phụ kiện là các thứ các bạn, xe cũ không dùng được nữa. Có một con Dai Hatchu màu vàng chanh rất là đẹp. Đấy, còn trong kia là một loạt các cái xe tải khác, bán tải này, rồi xe tải này. Đấy, mình chỉ đứng đây quay thôi, không dám vào trong nữa. Camera mai người ta quay để nó bảo vào đây làm gì. Đấy, trong kia có một con xe Nissan 4 chỗ rất là khổ, rất là cao. Bên cạnh là một con xe gì đấy mình không biết. Con xe tải này thì chắc là mình nghĩ là để chở xe cho khách hoặc là chở đồ. Đây là một cái tiệm sửa xe cũ mà bán xe cũ luôn. Đây có JU shop đó, chuyên sửa xe cũ. Và đầu kia bên cạnh đầu kia đây có một cái xe, một phía phía đầu ngã tư có một cái bãi rác ô tô, nào mình sẽ quay cho các bạn chỗ đầu mấy cái đèn đỏ xanh đó. Đây là
các cái xe cũ mình vừa quay cho các bạn rồi. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.